được cảm ơn nhà sư Thảo và mọi người rất là nhiều ạ. Xin mời tất cả quý vị mọi người chúng ta cùng dành một tràng pháo tay lớn dành cho một người. Không biết là nhà có chú ý là cái câu cuối cùng của bài hát của ca đoàn quê hương đang hiện diện ở đây đó, đó là em Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hy vọng rằng Chúa Giêsu luôn ở trong tâm hồn của chúng ta trong giây phút kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui tươi và một năm mới tràn đầy hạnh phúc của Chúa. Lúc kết thúc hôm nay đó, thì tôi xin muốn mời một vị khách đặc biệt của đêm văn nghệ hôm nay, đó là Sơ Watanabe, giám tỉnh dòng Francisco Bệnh viện tại Nhật Bản. Sơn mới tới Việt Nam để xem cái tình bệnh của mình và Sơn có hiện diện ở tại ban lễ hôm nay, được kính mời Sơn lên chia sẻ một vài cái tâm tình với cộng đồng. Thank you.